Nga Vũ xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết hôm nay 23 tháng 7 của chúng tôi. Thưa quý vị, theo dự báo, bão số 2 đang di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ từ 10 đến 15 km/h, đi sâu vào khu vực Vịnh Bắc Bộ. Dự báo đến 13 giờ ngày 23 tháng 7, bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ từ 5 đến 10 km/h, vị trí bão trên khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng. Cường độ bão mạnh cấp 7, giật cấp 9, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Đến 1 giờ ngày 24 tháng 7, bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ từ 5 đến 10 km/h, vị trí bão trên khu vực biên giới Việt Trung, cường độ bão mạnh dưới cấp 6. Do ảnh hưởng của bão số 2 trên biển Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô có thể chịu tác động của gió bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 2,5 đến 4,5 m. Vùng biển ven bờ các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng có thể có gió mạnh cấp 8, sâu trong đất liền gió mạnh cấp 6, cấp 7. Về tác động mưa, từ đêm 22 tháng 7 đến 24 tháng 7, ở Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa sẽ có một đợt mưa lớn diện rộng. Khu vực Đông Bắc Bộ, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi trên 300mm. Khu vực phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa, lượng mưa khoảng 50 đến 100mm, có nơi trên 200mm. Với lượng mưa lớn, dồn dập trong thời gian ngắn, hầu hết các khu vực vùng núi Trung Du Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An cần hết sức chú ý đến nguy cơ lũ quét sạt lở đất. Tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong ngày hôm nay 23 tháng 7. Thủ đô Hà Nội sáng và chiều mưa diện rộng, tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối mưa rào, mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, mưa rào đến mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, mưa rào đến mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tây Nguyên có mây, mưa rào đến mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Nam Bộ có mây, chiều mưa rào đến mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước.